Với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, tỉnh Hưng Yên đã tổ chức khởi công nâng cấp, mở rộng hai tuyến đường liên tỉnh Hà Nội Hưng Yên kéo dài và tuyến đường bên nối cao tốc Hà Nội Hải Phòng với cầu Rẽ Ninh Bình và trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho một số dự án đầu tư lớn trên địa bàn tỉnh. Lễ khởi công hai công trình giao thông trọng điểm của tỉnh Hưng Yên là dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường liên tỉnh Hà Nội Hưng Yên kéo dài và dự án xây dựng đường bên của tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng với đường cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình đoạn qua địa phận tỉnh Hưng Yên. Dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường liên tỉnh Hà Nội Hưng Yên kéo dài đoạn qua địa phận tỉnh Hưng Yên với quy mô chiều dài 33,5 km, tổng mức đầu tư dự án là 2.894 tỷ đồng. Dự án xây dựng đường bên của tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng với đường cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình đoạn qua địa phận tỉnh Hưng Yên với quy mô đầu tư hai bên, chiều dài mỗi bên 19,68 km, tổng mức đầu tư 1.414 tỷ đồng. Việc đầu tư xây dựng hai tuyến đường được kỳ vọng tạo nên bước đột phá mạnh mẽ, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông của tỉnh theo hướng hiện đại, đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hưng Yên trong giai đoạn tới. Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh sự chủ động, tích cực của Đảng bộ, chính quyền các cấp của tỉnh Hưng Yên triển khai các nghị quyết của Đảng, trong đó có đột phá về hạ tầng. Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo tỉnh phải kết nối hai đường cao tốc, kết nối thành phố Hà Nội bằng con đường tương tự như cao tốc. Nếu Hưng Yên làm được điều này thì tự tỉnh sẽ phát triển. Tỉnh đã xác định đúng trọng tâm, trọng điểm trong đầu tư, đúng, trúng với mục tiêu phát triển Hưng Yên thành tỉnh có công nghiệp hiện đại. Tỉnh đã huy động nguồn lực đầu tư 2/3, Trung ương chỉ hỗ trợ 1/3. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Hưng Yên phải lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc, phải quản lý tốt, chống tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm, làm ảnh hưởng tiến độ, chất lượng công trình. Cùng với đó, tỉnh phải luôn rà soát, kiểm tra chất lượng công trình, vận động nhân dân ủng hộ dự án, chăm lo đời sống của nhân dân trong vùng dự án phải di dời. Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự lễ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho một số dự án đầu tư lớn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên với tổng số vốn đăng ký khoảng gần 18 tỷ đô la Mỹ. Buổi lễ được truyền trực tiếp tới một số điểm cầu ở Singapore. Chứng kiến lễ ký bản ghi nhớ hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên với một số nhà đầu tư nước ngoài, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương tỉnh Hưng Yên nhanh chóng cụ thể hóa nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thu hút các nhà đầu tư, nhất là trao quyết định và cam kết đầu tư lên tới gần 18 tỷ đô la Mỹ. Thủ tướng yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục tạo mọi điều kiện cho nhà đầu tư triển khai dự án, cắt giảm mọi thủ tục hành chính rườm rà, không để xảy ra tiêu cực, nhanh chóng bàn giao mặt bằng cho các nhà đầu tư, tạo điều kiện cho phát triển hạ tầng kết nối, hạ tầng số, hạ tầng chống biến đổi khí hậu. Đối với các nhà đầu tư, nghiêm túc thực hiện các cam kết của mình, sớm giải ngân, góp phần thu hút công nghệ cao, đào tạo nguồn nhân lực. Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Chính phủ đã có buổi làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Hưng Yên về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh. Truyền hình Nhân dân sẽ cập nhật nội dung này trong bản tin thời sự chiều nay.